Ê, mình lên tới chỗ nhà em trai mình học lớp 7. Này lớp 8 phải không? Giờ tập Trung Quốc. Chừng này hả? Anh làm cái tổ cho nó không đó. Đó, ra đây nóng rộng rãi thoải mái luôn, có nước thì có nắng rồi, phơi nắng luôn. Rồi nó nhìn tướng đã rồi. Môn đen ông thì bắt hai cặp kinh Hà Lan, còn giờ môn đen có cần không cần thử. Rồi mình mới vừa giao xong cặp bồ gà và kinh Hà Lan cho chị ở Thủ Thừa Long An nha mọi người. Sáng giờ đi sáng giờ luôn, giờ gia cặp này nữa là cuối cùng mình về đây. Mình xin chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Thì bây giờ là sáng chủ nhật, rồi 5 giờ rưỡi sáng. Hôm nay mình có một chuyến giao bồ câu mà đi ba tỉnh nha mọi người. Đó, cái chỗ đầu tiên á thì mình giao cho cái em trai mà học lớp 7 ở trên cầu Bến Tranh đó mọi người. Lúc trước ủng hộ mình 5-6 lần vậy á, thì nay tiếp tục ủng hộ nữa. Đáng lẽ bữa nay mình giao cho cái chị ở Long An với cái anh ở Bến Tre thôi, nhưng mà hồi tối này thì em nhắn tin em hỏi mua, nên là em mắc cái cặp này thì nên mình phải đi sớm mọi người, chứ đáng lẽ hẳn hẳn 7-8 giờ mình mới đi được. Đây, cặp này là cặp kinh Trung Quốc sinh sản. Lúc trước mình bắt của anh kia là cặp sinh sản này với 5 con của nó luôn. Đó là một cặp con mình đưa cho em trai học lớp 7 đó, ở trên chợ Bến Tranh đó. Thì em mua mình cặp môn 1 triệu rồi em đổi là mọi người, em bắt cặp con này với cặp banh. Còn nghe có cái cặp một cặp với một con lẻ thì mình giao cho anh trai ở Bến Tre. Này còn cặp này thì em trai lớp 7 đã mua luôn mọi người. Mình sẽ giao cặp này cho em. Rồi giờ mình sẽ quay cặp này cho mọi người xem. Cặp này kia 2019. Con trống nó đang nằm gù con máy nè. Cái con nhảy nhảy là con máy mọi người, con kia con trống. Cặp này kia 2019 nha. Cặp này mình sẽ giao cho cái chị ở Thủ Thừa Long An. Giao chị bắt cặp này với cặp bồ câu gà. Đó, một chút nữa mình sẽ đi giao cái cặp kinh Trung Quốc cho em trai ở chợ Bến Tranh trước. Thì xong mình sẽ đi lên trên Trung Lương, mình nhận cái cặp mon ở bên Vĩnh Long gửi về, mình giao cho anh trai Bến Tre. Đó, giờ còn cái cặp này với cặp gà thì mình giao cho chị Long An nha. Bữa nay giao ba chỗ, đi chắc đuối luôn mọi người, chạy liên tục luôn á. Chút mình sẽ bắt bồ câu mình lên mình gửi nhà anh Bình hai cặp này nè, hai cặp ở Long An nè. Đó, tại mình đi đường chỗ nhà anh Bình đi ra lâu qua Long An luôn. Đó, mình đem mình dành gửi xong mình đi giao mấy cặp kia trước rồi quay về mình lấy mình giao Long An. Đó là sau giao xong quay trở về đây mình nhận ba con bồ câu của anh khách ở Thủ Đức, ở Đức mua của mình đó, giờ gửi về bán giùm. Đó, gửi xe mình biết mình tranh thủ chạy về kịp không, nếu không kịp thì mình nhờ người lấy giùm. Đó, tất cả đều là sinh sản hết nha mọi người. Đây còn cái cặp cặp này là trên Tiger, con lứa trước con lứa sau, bao đẹp lắm mọi người. Cỡ này đổ cỡ này là mai mốt nó trưởng thành là bao đẹp luôn á. Đó, cặp này tướng bự con đẹp. Đó, cặp này thì mình đăng nay mấy bữa thì có cái em trai chị ở Mỏ Cày Bắc chốt rồi. Đó, mình kêu em là bắt luôn hôn mình. Chủ nhật này sẵn mình đi thành phố Bến Tre mình giao cho em luôn, thì em nói là em chưa làm lòng xong thì em cọc trước 500 ngàn, thì chạy bữa nữa làm lòng xong thì chạy qua nhà mình bắt luôn mọi người. Đó, bây giờ mình bắt chim nên bỏ vô mình đi nha, để quần quần quay chút chảy ạ. Rồi đi giao mấy chỗ mình sẽ quay cho mọi người xem mấy chỗ mình giao nha.
tới nhà anh Bình rồi mọi người. Vừa đưa vợ anh Bình đem vô giùm mình, anh Bình đi cắt cỏ không ở nhà. Bây giờ mình đi giao cho em trai kia nha. Rồi chúc mình nhận bồ câu, mình quay về đây mình lấy hai cặp bồ câu để giao cho chị giữ Long An. Bây giờ mình đi nha mọi người. Đây mình lên tới chỗ nhà em trai học lớp 7, nay lên 8 phải không? Giao cặp Trung Quốc. Đừng lẻ hả? Lẻ rồi hả? Rồi rồi, không còn cặp Titan nào đẻ hả? Còn có cặp nữa. Thì mốt đẻ đưa qua trứng cho nắp, cho Titan nắp. Đập bé cái gì? Hay là nở ra nó không nuôi? Mình dài chờ dài đổi ổ. Ví dụ nó đang ở lên cái ô đó phải không? Mình đổi ô khác. Nè, về nhà anh đi lên kia. Rồi mình giao cho em trai học lớp 7 xong rồi mình đi lên ngã tư Đồng Tâm, mình nhận cặp mon ở bên Vĩnh Long gửi qua mọi người. Gửi qua đây gần 9 giờ luôn, nhưng mà tại em này 8 giờ đi học nên mình phải đi sớm lên. Mình giao cho em trước rồi lên chỗ mình ngoài chờ đó. Chờ mình nhận xong rồi mình sẽ đi qua Bến Tre, mình giao cho cái anh trai mà hổng mua hai cặp kinh Tiger mình có quay lại đó. Rồi thôi giờ mình đi lên chỗ anh rồi nhận chim mình giao cho anh, mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Mình vừa nhận được chim xong mọi người. Mình tháo ra mình coi nè. Nắng quá mọi người thấy không? Đó, cặp mon đen nha. Bây giờ mình sẽ đi giao cho cái anh trai ở Bến Tre, qua tới bản là mình sẽ quay tiếp. Mình qua tới nhà anh rồi mọi người. Hai cặp hổm anh làm ra ngoài lồng bự rồi nè. Lồng quá đã luôn. Này mở lên ha anh. Đó. Cái cặp này thì anh lấy hai con nó cắn mỏ nó chịu rồi nè. Đây, sắp đẻ rồi đó. Rồi nay thả ra bung hình này đã ha. Nay bự tổ tròn vo luôn. Ở trên đây con có nuôi cu nè. Anh làm cái tổ cho nó không đó. Nó ra đây trống rộng rãi thoải mái luôn, có nước thì có nắng rồi phơi nắng luôn. Rồi nó nhìn tướng đã nè. Còn cặp bên đây nữa. Đây thì cái cặp nhỏ hơn. Đây con ấy này tổ đẹp đó ta. Con đó này tổ bông đẹp. Hai cặp mình giao hổm nhốt trong kia nè, giờ anh đem vào đây nè. Ủa cái tổ này làm nhà hay là mua vậy anh? nhìn xem giống mua quá ha. Khoét lỗ kiểu như bồ câu mà thả ngoài nó bay ở ngoài. Vô đó xuống. Bỏ anh cho ăn ngũ cốc hả? Bỏ sao bỏ đâu mà đổ dữ vậy? Nó dứt vào quá, không có nhiều món nó thấy ăn ngũ cốc á. Mới thử có bên kia nó chịu ăn mà cặp này nó không ăn. Ăn lúa, thấy ăn lúa. Chắc ăn quen, nó quen rồi. Ngày ngày thấy ăn lúa rồi lứt. Như thức ăn á, thức ăn. Thức ăn cũng ít. Dạ. Bỏ anh bỏ đâu trên đó hay gì nó dứt rớt đó vậy? Đúng rồi. Mới ấy xuống lại, à. dít quá. Trường bên đây cao quá trời cao luôn nè. Trường này ở trên giống như 2 tầng, ở trên này cu ở, ở dưới thì bồ câu ở. Trường này quá rộng rãi luôn. Ở trong cát với sỏi không? Ủa anh làm? Anh làm thấp, ôi cái này à, kê lên hả? Kê lên chỗ cao lên hả? Kê chỗ cao quá à. Mà cái đó tổ nó hả? Đây. Cái con này nó hấp gì sao mà cũng nó hấp gì.
Môn đen. Ẩm thịt bắt hai cặp kinh Hà Lan. Còn giờ cặp môn đen. Có cần không cần thử anh? Nó còn tơ mà. Nó đủ lòng nó nặng nữa. Lần lúc trước có một cặp như con tám lạng mấy mà đủ lòng ký á. Chưa đủ hả? Ừ, chưa đủ nhìn. Nó thay lông là nó phùng ra. Mày cái cổ tọc tọc thì ra. Lạ chỗ. Ừ. Lạ tốp nữa. Như cặp kia hổng ấy nay bung hình chà bá rồi đó. Này anh cho uống nước thì đừng cho ăn nha. Ừ. Chưa mới về mệt nó cho uống thôi. Xế chiều thì cho ăn, sáng không cho ăn luôn á. Nó chưa ăn mà em giao bồ câu gì nữa. Em giao bồ câu cho người ta là sáng nó cho ăn. Trời cái ổ đẻ quá dữ luôn. Trong sườn dừa. Đồ nhà có gì. Không mua. Còn nói chung là cái gì cũng biết cái lòng rồi cũng đã. Rộng rãi thoải mái. Này lâu lâu thả ra cho phơi nắng anh. Trong trong đây không có nắng. Ừ. À đúng rồi chỉ có nắng. 2 giờ là nắng. Còn hai cặp này có nắng rồi. Đang phải lỏng cổ trọc. Rồi thôi mình tạm ngưng clip tại đây nha. Chúc mình về mình đi giao cho chị kia ở Long An rồi mình quay tiếp nha. Mình mới vừa giao cái cặp mon cho anh trai Bến Tre xong rồi mình về đây. Đang đứng ở cầu chờ gạo để mình chờ xe mọi người. Thì của anh khách kia lúc trước mình bán cho hai cặp kinh Hà Lan, một cặp đỏ với một cặp Tiger, mà cái con đỏ thì về anh nuôi sao chết trống rồi. Giờ anh không nuôi nữa, anh gửi lại cho mình bán. Anh gửi một con đỏ với máy đỏ với cặp kinh Tiger thì mình đang đứng chờ xe nè. Mình chờ mình nhận xong thì mình sẽ đem vô gửi anh Bình rồi mình bắt đầu mình bắt cặp gà với cặp kinh vàng sáng mình gửi nhà anh Bình đó. Mình đi giao cho chị ở Long An. Đó mình chờ đây thì chút xe lại mình sẽ quay tiếp nha. Rồi xe tới rồi mọi người. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ cho đá tiền rồi phải nó. Dạ dạ rồi cảm ơn nha. Dạ. Mình nhận được bồ câu rồi mọi người. Bây giờ mình đem cho anh Bình mình gửi. Thì xong rồi mình mới bắt bồ câu mình đi giao cho chị kia. Bây giờ mình đem vô anh nhà anh Bình thôi. Mới vô tới nhà của anh Bình mọi người. Mình ra sao cho một câu. Anh Bình trong nhà mình ra luôn. Để mình khui phục thả vô cho mọi người xem nha. Tay quay tay phui luôn. Còn có ba con. Cặp Tiger ngược sáng. Không mới đỏ.
lại đây đi. Mình bắt bắt hai cặp kia mình đóng thùng nè. Hai cặp kinh vàng. Con trống nó chân hơi nhắc tại hổng mình ghép nó qua con máy kỳ 18 á, còn mình lấy trống kỳ 20 mình ghép với con máy này đó, nên cặp này thả vô nó không chịu đánh lộn nên chân hơi nhắc. Nãy mình có báo chị rồi thì chị nói nó không bị sao thì thôi ok, ý mình bao chị rồi, nói chung là về rồi tự hết mọi người, tại nó đánh lộn nó bị đi gà nhắc chứ không phải bị gãy giò. Cặp gà bỏ dưới đây, cặp gà trống giờ thòn luôn, trống bự cái bá luôn. Rồi giờ mình đóng thùng mình đi nha, thì ở nhà mình thì có cái chân quay mình để lại, mình quay mình đóng, còn đây không có, nhà mình không có thì mình ngưng clip đây, mình đóng rồi mình qua tới chỗ mình giao cho chị mình quay tiếp. Cái thùng sáng mình đem đi, bỏ hai cặp vô chung đây luôn. Rồi mình mới vừa giao xong cặp bồ gà và kinh Hà Lan cho chị ở Thủ Thừa Long An nha mọi người. Sáng giờ đi sáng giờ luôn, giờ giao cặp này nữa là cuối cùng mình về đây. Thôi chào tạm biệt mọi người nha. Rồi sau khi giao cho chị khách ở Long An xong, mình về tới nhà anh Bình mọi người. Bây giờ anh Bình bắt bồ câu bỏ cho mình đi về. Trời về nằm ngủ giấc chứ mệt. Cả bơ thức bốn mấy mới hai mấy vậy à? Bỏ con đó chung luôn, bỏ nó chung được ta? Không biết đâu ngủ được. Gặp tối cái bên đám cưới nó quất nhạc sống đó hả? Sống vườn từ 11 giờ quất đông 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 ngủ được. Đèn quả chung nó được không? Được ha. Này gài lại được phải không? Gài được phải không? Cái đó là đầu gài mà. Bắt bò câu xong mình về mọi người. Đi thôi, 5 giờ mấy sáng, giờ 3:15 rồi. Ê đít rồi, về về chắc ngủ luôn, không có quay nữa. Để bữa nào rảnh thì quay mấy con này. Thôi mình kết thúc clip tại đây nha. Mọi người xem thích hãy like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.